Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Chí Minh Vlog. Rất vui mừng hào hứng ngồi chào đón anh em đã quay trở lại. Lời đầu tiên cho phép Chí Minh Vlog gửi lời chào, lời chúc sức khỏe. Chúc anh em có những giây phút xem video thật là vui vẻ, thoải mái và bổ ích. Nếu anh em cảm thấy video của Chí Minh Vlog hay và ý nghĩa, hãy cho một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay Chí Minh Vlog sẽ chia sẻ cách tạo ảnh bìa, thay thế ảnh bìa cho YouTube tạo sinh động đẹp hơn và thu hút được người xem, tăng lượt like, tăng lượt chia sẻ và tăng lượt sub. Anh em, đầu tiên nó có rất là nhiều yếu tố nhé, rất là nhiều phần mềm chỉnh hình ảnh, nhưng mình thường thường mình chỉnh trên Thumbnail Market này hay là cái ảnh bìa này. Thứ hai là trên Canva. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em trên Thumbnail Market này. Đấy, anh em vào CS Play nhé. Đầu tiên anh em vào CS Play, tải hai phần mềm Canva với Thumbnail Market về. Anh em cứ vào phần này, anh em tải là nó sẽ tự động vào máy. Khi nó về máy rồi thì anh em gõ vào phần mềm Thumbnail Market này lên. Đấy, nhìn đúng biểu tượng này nhé, và ghi đúng kích thước và nhìn đúng thì anh em sẽ tải được về thôi. Đấy, anh em nhìn đúng biểu tượng anh em tải về, đợi một lúc nó sẽ loát ra ra được cái giao diện của thằng tạo tạo phần mềm này nhá. Thì anh em nhìn cái chữ này, tạo post này, đúng không? Sao nó lại ghi nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt vậy? Đấy, thì anh em gõ vào chữ tạo post, xong anh em chờ hết 5 giây quảng cáo anh em sẽ tắt nó đi. Đó, anh em nhìn thấy dấu ích kia, anh em tắt nó đi. Thì nó có rất là nhiều tỷ lệ 16:9 là dành cho YouTube, quay ngang 19:16 là quay đứng, 11:43 một đồng Facebook. Đấy, tùy chỉnh tỷ lệ. Đây thì anh em kéo xuống phần bên dưới, nó có phần YouTube Thumbnail đấy. Thì đây là cái ảnh bìa nhé. Đấy, đây là ảnh biểu ngữ này. 2565 này chắc là ảnh ấy thôi. Đây, mình gõ vào cover để YouTube cover đấy bạn, cover thì bạn để cái hình ảnh này nhá. Tôi có vào hình ảnh bìa đấy. Đó, thì kéo sang bên này thì nó có các chữ hình ảnh này, hiệu ứng này, phân bản này, nghệ thuật này, nền này. Bạn thích nền màu tối sáng tối như thế nào đó thì tùy các bạn nhé. Đấy, bạn có vào chữ họa tiết này, đẹp đấy, các bạn thích chọn họa tiết thì các bạn chọn. Đó, cái này thì tôi không khoái lắm. Đấy, các bạn thích thì các bạn chọn ở đây, còn tôi là tôi chọn hình ảnh. Đấy, bạn vào chọn máy ảnh hay bộ sưu tập thì các bạn để ảnh ở đâu nhé, thì các bạn sẽ gõ vào đây. Tôi sẽ chọn vào bộ sưu tập, tôi sẽ chọn vào album. Album đó, tôi sẽ vào phần download. Đây, các bạn để đâu thì tôi sẽ vào phần download, tôi sẽ lấy cái thằng ảnh này ra. Đó, tôi kéo lên. Đấy, các tỷ lệ của nó đây này, tôi thì tôi chọn tự do nhé, còn các bạn thích chọn tỷ lệ thì chọn. Đó, các bạn lại phải đợi quảng cáo, xong các bạn tắt dấu ích đi. Đúng không ạ? Các bạn phóng to ra, phóng to, thu nhỏ, đặt vị trí này, đặt vị trí kia. Đấy, các bạn thiết kế được nhiều ánh nhé. Đấy, các bạn thích thì các bạn nhân bản nó lên. Đấy, 3D độ mở điều khiển thì tùy các bạn thích, tùy các bạn thôi. Đấy, tôi các bạn gõ ra phần bên ngoài này để nó thu về. Đấy, thì bạn đã ra một cái hình ảnh nhất định nhé. Đấy, bạn di chuyển tùy các bạn, xong bắt đầu các bạn thêm chữ. Đấy, từ khi bạn gõ vào chữ tạo văn bản thì bạn gõ vào giữa màn hình này để ra chữ bạn viết nhé. Đấy, tôi ghi chữ là tạo ảnh bìa, tạo này, ảnh bìa này. Xong,
kêu ra. Đấy. Đấy, bạn thích thêm nền vào đây, thêm nền đấy không? Bạn gõ vào đây, bạn ghi vào chính nền, bạn thích nền vàng này, đó. Nền xanh này, nền hồng này, đấy. Tạo ảnh bìa YouTube. Ừ. Thay thế ảnh bìa. Đấy, tôi ghi chữ bên dưới là chữ thay thế nữa, tôi hướng dẫn các bạn thay thế luôn. Đó. Nếu ok chưa các bạn, đây là tôi theo thiết kế của tôi nhé, còn các bạn thiết kế thì các bạn thiết kế tùy các bạn đúng không ạ. Các bạn gõ vào chữ văn bản, các bạn gõ vào giữa màn hình này nữa. À, các bạn ghi chữ thay ảnh bìa. Ok xong, bạn kéo xuống dưới, bạn thích đặt vị trí nào bạn đặt nhé. Tôi chọn lên góc này, tôi chọn nhỏ tí nữa. À, bạn mà thích cái nền không thích thì tùy bạn nhé. Tôi ví dụ tôi cho cái nền vào đây đi, nền này, nền màu trắng thì màu vàng đi, ok đúng không ạ. Xong rồi tôi thay phông chữ đúng không, muốn thay phông chữ thì tôi thay màu sắc của chữ nhé. Đấy, các bạn thích màu xanh này, màu xanh này này, màu đen này, xanh này, màu đỏ này. Đó. Còn phông chữ thì bạn ghi là bạn nhìn chữ phông chữ này. Đấy, nó còn rất nhiều thì phông chữ text này, đấy, text này, text này. Đấy, các bạn đơn giản vậy thôi. Bạn thích cho hình ảnh của bạn vào thì bạn chọn hình ảnh của bạn nhé. Đó. Sau khi các bạn tạo xong rồi thì các bạn sẽ nhìn lên ô bên trên này, nó có từ biểu ngữ là lưu hình ảnh, bạn sẽ lưu hình ảnh lại. Ok đó, bạn đã tạo xong một cái ảnh bìa đúng không. Bây giờ bạn muốn thay thế nó thì là rất là đơn giản thôi. Đấy, bạn thay thế tất cả, đầu tiên là bạn sẽ vào phần YouTube Studio này đúng không ạ? Bạn nhớ là có YouTube Studio đúng không? Đợi nó loát một ra một cái giao diện nhất định đúng không? Các bạn kéo xuống phần bên dưới này. Đấy, trong các video đấy tôi đã tạo hết rồi. Đó. Xem thêm. Đấy, bạn thích thay. Bạn thích thay ở video nào đúng không? Bạn thích thay ở cái video này. Đây. Tôi phải ghi cái hình ảnh bìa này, nó phải liên quan đến đúng nội dung của video nhé các bạn thay mà. Các bạn thay mà nó không liên quan đến nội dung thì khán giả thứ nhất là vào xem mà không đúng nội dung là khán giả quay ra thì YouTube nó sẽ đánh giá thấp về bạn nhé, và thứ hai là nó cho bạn bị spam đấy. Đây là tôi hướng dẫn ảnh bìa và thay thế thì tôi gõ vào cái video này đúng không. Sau khi gõ vào video thì nó hiện ra một cái giao diện như thế này, thì bạn nhìn thấy cái từ cây bút ở đây không, tức là ý nghĩa của nó là chỉnh sửa đấy. Bạn gõ vào cây bút đó, xong tiếp tục bạn nhìn xung quanh bạn có một cây bút nữa, bạn gõ vào cây bút đó thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện. Đây là ba cái ảnh bìa thu nhỏ của trên máy, nó sẽ đặt sắp đặt sẵn cho mình nhưng mình không thích. Đấy, thì mình tạo một cái ảnh ảnh bốt, ảnh bốt này. Nhưng bây giờ tôi lại hướng dẫn các bạn thì tôi lại thay cái ảnh này, thì tôi sẽ ấn vào chữ thay đổi này. Đó. Thay đổi đấy, nó sẽ xuất hiện ra được cái ảnh của mình vừa tạo đúng không ạ. Thì mình sẽ gõ vào cái ảnh mình vừa tạo đó, mình ấn chữ mở đó, nó đã tạo ảnh bìa, thay ảnh bìa đúng không ạ. Thay ảnh bìa thì các bạn xong xuôi đâu đấy thì các bạn phải làm sao, các bạn nhớ nhớ là phải ấn chữ chọn, các bạn ấn thoát ra nhé. Chọn chọn xong rồi các bạn làm sao ạ, các bạn ấn chữ new. Ok đã xong, chúc các bạn thành công nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quay trở lại và đã ủng hộ mình bằng cách xem video đấy. Thì các bạn sẽ thay hết một loạt những cái video có ảnh bìa của các bạn. Đấy, các bạn sẽ tạo và thay thế như vậy.
thì dần dần YouTube sẽ đánh giá cao bạn và mọi người nhìn vào đấy đã biết được à cái video này là sẽ là cái tạo ảnh bìa, video này là sẽ là hướng dẫn phát trực tiếp livestream đúng không ạ, các bạn phát ra này đó, người ta nhìn vào đây thì người ta sẽ biết được luôn, chứ nhìn vào phần tiêu đề đôi khi là hơi khó nhé. À, ví dụ như cách kiểm tra video có đề xuất hay không à. Đấy. Bye bye, hẹn các bạn ở video tiếp theo.